Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, chiều nay đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã đến thăm chúc mừng nguyên Phó Chủ tịch nước, nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục Nguyễn Thị Bình tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa gửi lời chúc sức khỏe, lời tri ân đến nguyên Phó Chủ tịch nước, nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục Nguyễn Thị Bình, khẳng định những công lao đóng góp của bà cho ngành giáo dục trong giai đoạn 1976-1987 và cả trên cương vị là nhà ngoại giao giỏi, nhân vật lịch sử có vai trò quan trọng trong sự kiện Hiệp định Paris và các sự kiện ngoại giao đối ngoại của đất nước. Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương bày tỏ, thế hệ sau sẽ quyết tâm đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực tốt, tiếp nối truyền thống, bảo vệ thành quả cách mạng. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa mong muốn các bậc tiền bối từng giữ những chức vụ quan trọng trong ngành giáo dục như đồng chí Nguyễn Thị Bình luôn khỏe mạnh để tiếp tục theo dõi, đóng góp những kinh nghiệm quý báu của mình cho sự nghiệp phát triển của nền giáo dục nước nhà. Cảm ơn những lời chúc tốt đẹp từ lãnh đạo Đảng, Nhà nước cũng như từ đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa. Đồng chí Nguyễn Thị Bình bày tỏ chia sẻ với những khó khăn mà ngành giáo dục đang phải trải qua do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Tin tưởng với sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ngành giáo dục sẽ tiếp tục có những bước tiến mới trong tương lai.